Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi em lên tiếp phục vụ cho anh em về một số dây củ quả anh em ha. Dây là mới chưa xài luôn nè anh em. Về được ba bao ha. Giá thành hôm nay thì nó lên cũng cao, cho nên lấy vô cao cho nên em cũng phải bán lên cho anh em, chứ không phải là nói hút hàng mà nâng giá ha anh em. Rồi về được nè, nó còn tem luôn nè. Đó. Thấy không anh em, thấy không? Hiếm khi mà về được lô hàng như vậy anh em, còn được cái tem này. Đó, mới ken xe ben, đang lấy ra để chọn dao cho anh em nè. Đó, đang chọn dao ha. Thì giá là 300 ngàn một cuộn anh em, mới chưa sử dụng nè. Đó, nó về nó dính bụi thôi chứ hoàn toàn chưa sử dụng ha. Mới như vậy là 300 ngàn một cuộn ha. Anh em mua 4 cuộn 3 cuộn thì chuyển khoản đủ em bao ship luôn nha. Đó, 3-4 cuộn thì chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Em có nhận, em có giao sỉ lẻ luôn nha anh em ha. Đó, sỉ lẻ luôn. Đó, thì mua tầm 5-10 cuộn gì đó em cũng thì giá nó ưu tiên ha, thì 10 cuộn trở lên thì giá nó sẽ ưu đãi cho anh em mình mua số lượng, còn mua lẻ là 300 ngàn một cuộn ha. Sẽ có dây cắt gì tùm lum hiện tại. Rồi anh em mua thì liên hệ em, em có máy bơm nước nè. Đó, về mình gắn vô dây này mình xài là ngon lạc luôn nha. Bơm nước hút sình anh em, về số lượng rất là nhiều. Rồi anh em xem xong thì cho em xin một like, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh nha anh em, và bật cái chuông thông báo lên ha.